Chấn thương ngực kín do tai nạn giao thông, xử trí cách nào? Tại Hội nghị An toàn giao thông năm 2023, nhóm nghiên cứu đến từ Bệnh viện Việt Đức đã công bố kết quả nghiên cứu thực trạng người bệnh chấn thương ngực kín trên người bệnh đa chấn thương do tai nạn giao thông nhập viện tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2022 đến 2023. Theo đó, hồi cứu 123 bệnh nhân đa chấn thương với chấn thương ngực kín được đưa vào